Chào các bạn, thì trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu dày len cho bé trang trí họa tiết hình trái dưa hấu như thế này. Phần thân trước của dày thì mình có làm dây cài ngang với các họa tiết mũi kép đơn. Có sợi dây cài để cột vào trong phần cổ chân của bé cho khỏi bị tuột nha. Phía dưới thì mình có dán một lớp đế xốp chống trơn cho bé tập đi. Đây, mẫu dày len trang trí hình dưa hấu như thế này. Thì dụng cụ mình gồm có len miêu cô tông, kim móc mình sử dụng kim móc 2 đầu, ở đây mình sử dụng đầu số 4 nha. Hoặc nếu không có mẫu kim này thì cũng có thể sử dụng cho mình loại kim có cái đầu kim nhỏ hơn hoặc là bằng sợi len để cho cái phần thân dày của mình được chắc chắn hơn nha. Kéo cắt len. Kim khâu len, ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một cây kim có sâu một sợi len màu đen để mình làm các cái hạt ở trong họa tiết dưa hấu nè. Ngoài ra thì còn có một lớp đế xốp chống trơn, ở đây mình đã cắt sẵn. Thì cái mẫu đế này mình cũng có hướng dẫn cho các bạn cách để cắt phân biệt chiếc trái phải nè ở trong clip móc đế dày nha. Thì mình có để link ở phần mô tả, các bạn nhấp vào link bên dưới tham khảo nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần thân dày ở phía trên. Đây. Ở đây mình đã móc sẵn một mẫu mặt đế dày len như thế này. Thì ở clip trước mình cũng có hướng dẫn cho các bạn cách móc mẫu mặt đế này rồi. Mình có để link ở phần mô tả, các bạn nhấp vào link bên dưới tham khảo nha. Đối với cái mặt đế này mình móc 11,5cm, nên cái xích đầu tiên sẽ là 16 mũi xích nè. Và cái vòng ngoài cùng của mặt đế sẽ là mũi nửa kép nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cái phần thân ngang ở phía trên. Từ cái mũi móc xích đầu tiên mà mình gây nên ở cái phần mặt đế nè, các bạn sẽ tiến hành canh cho mình ở các cái mũi móc kép đơn của cái vòng tròn đầu tiên này. Ta chỉ tính ở các mũi móc kép đơn thôi nha. Đếm cho mình 6 mũi móc. Và từ cái chân móc thứ 6 này các bạn sẽ canh cho mình thẳng hàng ra cái mũi móc ở phía ngoài của cái hàng móc ngoài cùng nha. Đây. Ở cái chân móc thứ 6 này nó sẽ chia đôi cái phần mặt đế của mình ra ha. Chia đôi phần mặt đế như thế này. Đối với những size nhỏ thì các bạn cũng chia tương tự như vậy ha, ta cũng chia đôi cái phần mặt đế ra. Còn đối với những size lớn thì các bạn sẽ chia cho mình lệch lên một hướng ở phía trên á. Đây, ta sẽ chia lệch lên một hướng ở phía trên như thế này nè. Còn cái phần dưới này nó sẽ là cái phần cổ chân nhé. Từ chân móc thứ nhất nè, 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Từ chân móc thứ 6 này ta sẽ canh thẳng hàng với cái chân móc ở phía ngoài. Và ở cái mũi móc mà mình bắt đầu móc này, cái mũi này nó sẽ có hai cái chân móc ở đây nè. Đây, hai cái chân móc như thế này thì tất cả các cái mũi móc các bạn đều móc cho mình vào chân móc ở phía trong nha. Đây, hai mũi móc móc vào chân ở phía trong nè. Đâm kim vào đây. Sau đó đưa sợi len ra phía sau hàng móc. Kéo len qua chân móc. Từ đây móc lên hai mũi móc xích. 1 2. Sau đó cũng móc cho mình vào cái chân móc ta vừa móc mũi dời á, móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Chân móc bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn và cũng móc vào chân ở phía trong nha. Tương tự chân kế tiếp cũng vậy, một mũi kép đơn vào đây. Khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc như thế này để ta cắt len không phải giấu len nhiều. Tiếp tục mũi kép đơn thứ tư. Kép đơn thứ 5. Kép đơn thứ 6. Kép đơn thứ 7. Kép đơn thứ 8. Và kép đơn thứ 9. Như vậy là ở đây cái phần dây ngang này mình được 9 mũi móc nè. Khi gặp đôi cái phần dây ngang lại, ta sẽ chừa ra một đoạn ở phía trước để mình hở ngón chân của bé ra nè. Thì cái phần này tùy vào sở thích của mỗi người, nếu các bạn muốn hở cái phần ngón chân nhiều hơn thì ta sẽ tiến hành giảm mũi cho cái phần dây ngang này nha. Ở đây mình sẽ hở một đoạn nhỏ như thế này. Tiếp tục móc lên hai mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Ở hàng móc thứ hai này móc cho mình vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn.
Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã móc được hai hàng móc đều nhau như thế này thì tiếp tục móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Ở hàng móc thứ ba ta sẽ chia 3 số mũi móc của hàng móc thứ hai, tức là ở đây mình có 9 mũi, chia 3 ta sẽ được 3 mũi nè. Các bạn sẽ tiến hành giảm cho mình cái chiều cao của hàng móc. Tức là khi chia 3 ta được 3 mũi móc đầu tiên. 3 mũi móc đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc nha. Kép đơn thứ nhất cho chân thứ nhất. Kép đơn thứ hai cho chân móc thứ hai và kép đơn thứ ba cho chân móc thứ ba. Tiếp tục ở ba chân móc kế bên, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc nè, để ta có thể giảm được cái chiều cao của mũi móc. Thì các bạn sẽ sử dụng mũi nửa kép và móc cho mình vào ba chân liên tiếp. Mũi nửa kép thứ hai và mũi nửa kép thứ ba. Như vậy là lúc này hàng móc của mình nó đã thấp xuống rồi nè. Ba chân còn lại ta sẽ móc mũi đơn nha. Mũi móc đơn thứ nhất, mũi đơn thứ hai và mũi móc đơn thứ ba. Đây, như vậy là hàng móc của mình nó đã giảm dần như thế này. Tiếp tục lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Ở hàng móc tiếp theo các bạn sẽ làm tương tự cho mình giống như hai hàng móc mà mình móc đầu tiên của cái hàng phía dưới này nè, hàng móc thứ nhất và hàng móc thứ hai á. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc, sau đó móc thêm cho mình hai hàng móc nữa, tức là từ cái hàng móc mà ta giảm chiều cao á, các bạn sẽ móc thêm cho mình ba hàng móc đều nhau nha. Ba hàng móc đều nhau, mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Ở đây mình đã móc lên được ba hàng móc đều nhau nè. Tiếp tục móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Ở hàng móc thứ bảy ta sẽ làm tương tự giống như hàng móc thứ ba phía dưới này, tức là ta sẽ giảm chiều cao của hàng móc. Móc vào ba chân đầu tiên, mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai và kép đơn thứ ba. Ba chân kế bên, mỗi chân móc là một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Nửa kép thứ nhất, nửa kép thứ hai và nửa kép thứ ba. Ba chân còn lại là ba mũi móc đơn cho ba chân nhé. 1 2 và 3. Khi đã giảm được chiều cao của hàng móc, tiếp tục móc lên hai mũi móc xích. 1 2. Thì các bạn để ý cho mình ở cái hàng móc giảm chiều cao ở phía dưới này ta có hai hàng móc đều nhau nè. Thì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình thêm hai hàng móc đều nhau tương ứng với hai hàng móc bên này ha. Quay ngược đầu móc lại và móc thêm cho mình hai hàng móc, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã móc hoàn tất được 9 hàng móc thì lúc này cái độ dài của cái hàng móc bên này là cái hàng móc đối diện với phần gót giày nha, nó sẽ dài hơn so với cái hàng móc đối diện với phần đỉnh giày nè. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len dài nha, để mình dùng cái đoạn len này may vào cái bên còn lại. Đây, lúc này cái phần thân của mình nó đã hoàn tất như thế này. Chiều dài của đầu dây bên này nó sẽ giúp ôm được ngón chân của bé nè. Và đây sẽ là độ rộng của phần thân chân nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành khâu lại. Thì các bạn cũng có thể dùng kim khâu hoặc là kim móc để khâu cũng được nha. Ở đây mình sẽ sử dụng đầu kim nhỏ hơn để mình khâu. Cũng từ cái chân móc thứ 6 của cái hàng móc xích đầu tiên mà mình gây nên ở mặt đế nè. Hoặc là các bạn có thể canh cho mình thẳng hàng với cái điểm đầu tiên mà ta bắt đầu, là cái chân móc này nha. Ta sẽ tiến hành khâu từ cái chân móc này, nhưng lúc này cái mũi móc của mình nó đang nằm ở hàng phía trên, thì từ đây các bạn sẽ đếm ngược ra cho mình 9 mũi móc.
Sau đó ta sẽ đâm kim vào cái chân móc thứ 9 này và cũng đâm kim cho mình vào cái chân móc ở bên trong nhé. Đây. Khi đâm kim được vào chân móc này, đồng thời đâm kim cho mình vào chân móc cuối cùng của cái hàng phần thân á. Sau đó kéo sợi len qua hai chân móc. Đây, ta bắt đầu khâu từ cái điểm này nha. Ở cái chân móc đầu tiên khâu, các bạn sẽ đâm kim hai lần cho mình nha, hai lần liên tiếp để ta khâu hai lần vào cái chân móc đầu tiên. Tiếp tục khâu đến chân móc thứ hai, cũng đâm kim cho mình vào cái chân móc ở bên trong của cái chân thứ hai bên dưới nè, phần mặt đế và chân thứ hai ở cái phần thân. Đâm kim song song như thế này, sau đó kéo len qua hai chân móc. Các bạn sẽ khâu tương tự cho mình chân thứ ba, đâm kim vào chân ở bên trong của mặt đế và chân thứ ba của cái phần dây ngang nè, sau đó kéo len. Ta sẽ khâu tương tự cho các chân móc ở chính giữa nha. Lần lượt đâm kim song song cho mình vào hai chân móc, sau đó kéo len qua hai chân móc. Các chân móc nằm chính giữa ta chỉ đâm kim vào một lần thôi nha. Làm lần lượt cho đến cuối hàng. Sau khi đã khâu được đến cuối hàng thì lúc này cái phần thân dày của mình đã hoàn tất như thế này. Để kết thúc và giấu được sợi len thừa này thì tương tự như cái chân móc đầu tiên ta đâm kim hai lần thì chân móc cuối cùng các bạn cũng đâm kim hai lần nha. Nhưng mà lần này ở cái phần mặt đế các bạn sẽ đâm kim cho mình từ dưới lên trên vào chân móc luôn, chứ ta không đâm kim vào chân ở bên trong nữa. Đồng thời đâm kim vào chân cuối cùng của cái phần dây ngang nè. Sau đó kéo len qua hai chân móc. Lúc này cái sợi len thừa của mình nó nằm ở phía sau của mặt đế rồi. Các bạn sẽ tiến hành giấu cho mình sợi len thừa này vào trong các cái mũi móc ở đây. Khi đã giấu len hoàn tất thì các bạn sẽ sử dụng keo nến và ta sẽ dán cái mặt đế xốp này vào trong cái mặt đế dày len á. Lưu ý khi dán cái mặt đế xốp này vào trong đế len thì các bạn sẽ nắn chỉnh cái phần mặt đế len á. Cái mặt đế len của mình nó sẽ có độ co giãn. Ta sẽ nắn chỉnh ở cái phần mà bo cong á để cho ta có thể phân biệt được chiếc trái phải. Và khi dán vào thì nó sẽ giấu được sợi len thừa nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc trang trí. Đầu tiên mình sẽ sử dụng màu đỏ tạo một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Móc lên hai mũi móc xích. Sau đó móc cho mình vào vòng tròn ta vừa tạo 12 mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Kép đơn thứ tư. Kép đơn thứ năm. Kép đơn thứ sáu. Kép đơn thứ bảy. Kép đơn thứ tám. Kép đơn thứ 9. Kép đơn thứ 10. Kép đơn 11 và kép đơn 12. Sau khi đã móc được 12 mũi kép đơn vào vòng tròn đầu tiên thì tiếp tục móc vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên bên này. Ta sẽ móc vào đây một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Ở sợi len thừa của cái vòng tròn đầu tiên các bạn sẽ gút thật mạnh vào để vòng tròn của ta nhỏ lại. Ở đây mình trang trí cho mẫu giày nên họa tiết trang trí của mình nó sẽ nhỏ. Các bạn sẽ móc thêm cho mình một hàng móc mũi đơn ở phía ngoài nha, để ta có cái kích thước vừa để trang trí lên thân giày á. Thì cái hàng móc mũi đơn này các bạn sẽ móc vào chân đầu tiên. Chân đầu tiên là chân ta móc mũi dời nha. Móc vào hai mũi móc đơn cùng chân nè. Tiếp tục chân móc bên cạnh của móc hai mũi móc đơn. Và tương tự cho chân kế tiếp của móc hai mũi móc đơn vào đây.
Như vậy là ở mỗi chân móc ta sẽ tăng được một mũi móc như thế này. Các bạn sẽ làm tương tự cho chín chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Mỗi chân móc móc 2 mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi đã móc đến cuối vòng thì móc vào chân móc mũi đơn đầu tiên một mũi dời. Lên một mũi móc xích, kéo vào các len. Đây thì cái lòng đỏ của mình đã hoàn tất. Bây giờ mình sẽ tiến hành thay màu trắng vào nha. Và để thay màu trắng vào thì ta sẽ đâm kim vào cái chân móc của mũi dời kết thúc của cái hàng màu đỏ này nè. Đây là chân móc mũi dời, đây là chân đầu tiên là chân ta móc mũi dời, thì chân này sẽ là chân mũi dời nè. Đâm kim vào đây, sau đó đưa sợi len màu trắng ra phía sau mũi móc, kéo len qua chân móc và móc lên một mũi móc xích. Hàng móc màu trắng này để cho cái phần thân của mình nó không có bị cong, các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Tức là ở đây ta không thêm mũi nha. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi móc đơn. Chân thứ hai cũng móc một mũi móc đơn. Khi móc cũng giấu sợi len thừa vào trong mũi móc. Tiếp tục chân kế tiếp của một mũi móc đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng ha. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến cuối vòng thì lúc này số vòng móc của cái hàng màu trắng này nó sẽ bằng số mũi móc của cái hàng móc màu đỏ mũi đơn nha. Tiếp tục móc vào chân móc mũi đơn đầu tiên bên này một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Ta hoàn tất được cái họa tiết màu trắng bên trong nè. Các bạn sẽ sử dụng cho mình màu xanh là màu của cái vỏ quả dưa á. Ở đây mình sẽ sử dụng màu xanh đậm. Ta cũng đâm kim vào cái chân móc của mũi dời ở cái hàng móc màu trắng nè. Thì cái chân ta móc mũi dời là chân đầu tiên nha, thì phía sau của nó sẽ là chân mũi dời. Các bạn sẽ đâm kim vào đây và kéo len qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Ở hàng móc màu xanh này, để cho cái phần thân của quả dưa hấu nó không có bị cong, cũng không có bị cúp lại, thì bây giờ các bạn sẽ tiến hành thêm mũi cho mình nha. Chân móc đầu tiên ta móc mũi dời này sẽ móc một mũi móc đơn vào đây. Khi đã có được một mũi móc đơn thì chân kế tiếp móc vào đây cho mình 2 mũi móc đơn cùng chân móc để ta tăng thêm một mũi ở cái điểm này. Như vậy là ở đây mình được một cụm chân móc nè, một mũi móc đơn xen kẽ 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Tương tự cho hai chân móc kế tiếp, chân đầu tiên ta sẽ móc một mũi móc đơn. Thì chân móc kế tiếp sẽ móc vào đây 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Ta được thêm cụm chân móc thứ hai, một mũi móc đơn xen kẽ 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Đây, tiếp tục chân móc kế tiếp sẽ là một mũi móc đơn. Và chân kế bên sẽ là 2 mũi móc đơn cùng chân móc nha. Đây, chân này là 2 mũi móc đơn cùng chân móc nè. Thì ta được thêm một cụm thứ ba. Các bạn sẽ làm xen kẽ tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Xen kẽ một mũi móc đơn, sau đó là 2 mũi móc đơn cùng chân móc và làm tương tự nha. Khi đã thêm mũi đến cuối vòng thì ở chân móc cuối cùng của hàng màu trắng ta cũng móc 2 mũi móc đơn vào chân móc này nè. Tiếp tục móc vào chân móc của mũi đơn đầu tiên bên này một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Tiến hành giấu cho mình sợi len thừa ra phía sau mũi móc nha. Ở đây mình có chuẩn bị sẵn một cây kim khâu có xỏ một sợi len màu đen như thế này, thì các bạn sẽ guốc cho mình một đầu ở sợi len này để mình có thể trang trí cho họa tiết hạt ở bên trong của quả dưa hấu nha. Đây, ta sẽ tạo một guốc ở đây. Sau đó các bạn sẽ đâm vào một chân móc bất kỳ ở cái phần màu đỏ phía trong này nè, ta sẽ tạo ra các cái họa tiết hạt. Các bạn sẽ đâm chân móc bất kỳ nha. Sau đó sẽ khâu lần lượt cho mình vào các cái chân móc ở trong cái họa tiết màu đỏ bên trong này nè, để ta tạo ra họa tiết hạt
và các bạn sẽ đâm kim vào chân móc bất kỳ để cho cái họa tiết hạt của mình nó được tự nhiên hơn. Sau khi đã trang trí xong các cái họa tiết hạt bên trong phần màu đỏ thì ở phía sau các bạn sẽ tạo cho mình một guốc nha, để mình có thể kết thúc được sợi dây màu đen nè. Ở những cái sợi len thừa phía sau nè, khi ta gắn vào trong cái phần thân dày thì nó giúp che đi được các cái sợi len thừa này. Hoặc các bạn muốn móc các cái họa tiết này để trang trí á, thì ta sẽ móc hai cái mẫu họa tiết y như nhau, sau đó các bạn sẽ tiến hành ghép đôi lại với nhau nha, thì ta sẽ không thấy được các cái sợi len thừa ở bên trong. Đây, bây giờ ta sẽ tiến hành giấu len và trang trí lên phần thân dày ha. Sau khi đã gắn được cố định họa tiết dưa hấu lên trên phần thân ngang của dày, đây, và dán được cái lớp đế xốp ở phía sau như thế này, thì lưu ý cho mình khi dán đế xốp các bạn sẽ tiến hành bo cong lại cho mình nha, để ta có thể phân biệt lại chiếc trái chiếc phải nè. Ở phía trước các bạn móc thêm cho mình một sợi dây móc xích dài vừa đủ để mình có thể cột vào cổ chân của bé. Ở hàng móc phần dây qua ngang này mình có 9 hàng móc nên các bạn sẽ xỏ cho mình vào cái thân chân móc của hàng móc thứ 5 nè. Đây, sau đó ta sẽ cột ra phía sau để cho cái thân dày của mình được cố định vào chân của bé nha. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu dày len cho bé trang trí họa tiết hình dưa hấu như thế này. Chúc các bạn thành công!